Trung Quốc cáo buộc Mỹ bịa đặt dối trá về trại lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Tài liệu cơ mật cho thấy Huawei tham gia vào nhiều dự án giám sát của Bắc Kinh. Phim Hollywood bị hủy chiếu vào dịp Tết Nguyên đán do Đảng Cộng sản Trung Quốc trả đũa Mỹ. Triều Tiên cấm người dân mua sắm tạp hóa vào ngày giỗ ông Kim Jong Un. Cửa khẩu hữu nghị thông quan trở lại nhưng hàng xuất chậm. Bịa hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi quyên góp từ thiện, chiếm đoạt 255 triệu. Vụ bé trai lớp 6 nhảy từ tầng 22 tử vong. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của điểm tin tối ngày 17 tháng 12 của DKN TV. Kính thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc tuyên bố phản đối dự luật của Mỹ về việc cấm các hàng hóa sản xuất thông qua lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, sau khi dự luật được thông qua tại Hạ viện gửi tới Thượng viện trong tuần này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 15 tháng 12 rằng Bắc Kinh coi đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ là một nỗ lực của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, nhân danh nhân quyền. Và ông khẳng định Trung Quốc sẽ có biện pháp trả đũa. Những năm gần đây, nhiều nhà nghiên cứu và các nhóm nhân quyền phát hiện thấy hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong các trại tập trung và bị cưỡng bức lao động. Họ sẽ phải làm các công việc bắt buộc mà chính phủ yêu cầu, đôi khi còn bị điều chuyển hàng loạt đến các tỉnh khác nhau. Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ tạo ra một giả định đáng tin rằng tất cả hàng hóa từ Tân Cương đều do lao động cưỡng bức làm ra và vì thế bị cấm nhập khẩu vào Mỹ. Những sản phẩm từ khu vực này chỉ được phép xuất sang Mỹ nếu chính phủ Mỹ xác định có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục các sản phẩm đó không phải là do lao động cưỡng bức làm. Ngày 14 tháng 12, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Joe Biden hoan nghênh dự luật và sẽ ký thành luật. Ông Triệu nói với các phóng viên, các chính trị gia ở Hoa Kỳ đang bịa đặt dối trá để cản trở sự phát triển của Trung Quốc thông qua thao túng chính trị và bắt nạt kinh tế. Ông chỉ trích, kế hoạch thấp hèn của họ sẽ không bao giờ thành công và sẽ chỉ làm tổn hại thêm uy tín và hình ảnh của chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục tấn công bằng cách lặp lại lời kêu gọi từ năm ngoái, yêu cầu Hoa Kỳ giải quyết các vấn đề nhân quyền của mình trước khi chỉ trích Trung Quốc. Vấn đề ông Triệu đề cập đến là tội ác đối với người Mỹ bản địa và cho rằng điều đó cấu thành tội ác diệt chủng thực sự. Cụm từ này được đưa ra lần đầu tiên sau khi Hoa Kỳ, dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, tuyên bố Trung Quốc phạm tội diệt chủng và chống lại loài người đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ông Triệu lập luận, những cáo buộc diệt chủng và cưỡng bức lao động ở Tân Cương là lời nói dối lớn nhất thế kỷ. Trung Quốc vô cùng lấy làm tiếc vì điều này, đã trở thành điều đúng đắn về mặt chính trị ở Mỹ, ông bày tỏ. Chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết nếu Hoa Kỳ nhất mực thực hiện hành động này, ông kết luận, đồng thời còn ám chỉ các biện pháp đối phó tiềm năng như trừng phạt các nhà lập pháp Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gửi dự luật tới Thượng viện sau khi Hạ viện nhất trí thông qua một phiên bản do dân biểu Dân chủ Jim McGovern, tiểu bang Massachusetts, thoạn thảo hôm 14 tháng 12. Sau đó ngày 17 tháng 12, Thượng viện Mỹ cũng chính thức thông qua dự luật này. Chính phủ Mỹ hiện đã cấm nhập tất cả các sản phẩm bông và cà chua từ Tân Cương do lo ngại chúng là do lao động cưỡng bức làm ra. Chính phủ Mỹ cũng đã cấm nhập khẩu sản phẩm của nhiều nhà máy vật liệu dùng trong sản xuất tấm pin mặt trời tại Tân Cương sau khi nổi lên các báo cáo cho biết một số công ty tại khu vực này đang sử dụng lao động cưỡng bức Tân Cương là nơi cung cấp phần lớn vật liệu cho ngành sản xuất tấm pin mặt trời toàn cầu. Kính thưa quý vị, tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Ba ngày 14 tháng 12 rằng sau khi xem xét hơn 100 bài thuyết trình PPT của công ty Huawei, phát hiện Huawei đã tham gia nhiều vào chương trình giám sát của chính phủ Bắc Kinh. Nhiều tài liệu trong số này được đánh dấu là cơ mật. Các slide này cho thấy Huawei tham gia vào các dự án giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc như xác định các cá nhân thông qua giọng nói, giám sát và theo dõi các nhân vật chính trị được quan tâm, quản lý, giáo dục tư tưởng và thời gian biểu lao động của những người bị giam giữ ở Tân Cương, giúp các công ty sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt để theo dõi nhân viên và khách hàng. Trước đó, những tài liệu này đã được Huawei công bố trên một trang web công khai, nhưng sau đó bị xóa vào cuối năm 2020. Thời gian tạo các slide trình bày trong PowerPoint hầu hết là ngày 23 tháng 9, 2014 và bản sửa đổi mới nhất được thực hiện vào năm 2019 hoặc 2020.
Trước giờ, Huawei luôn tránh né những nghi ngờ về vai trò của mình trong hệ thống giám sát quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công ty này tuyên bố rằng chỉ bán các thiết bị mạng thông dụng. Washington Post cho biết họ đã kiểm tra hơn 3.000 trang slide của Huawei và chọn ra 5 trang trong số đó. Có thể thấy mỗi slide đều trình bày cách Huawei và đối tác sử dụng công nghệ của hai công ty để tạo ra hệ thống giám sát. Tập slide năm 2018 đã giới thiệu nền tảng quản lý giọng nói iFlyTech do Huawei và công ty trí tuệ nhân tạo iFlyTech của Trung Quốc cùng phát triển. Hệ thống này có thể nhận dạng giọng nói của cá nhân bằng cách so sánh nó với một cơ sở dữ liệu lớn về ngữ âm và giọng nói. iFlyTech là một trong 28 thực thể bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 10/2019 vì xâm phạm nhân quyền của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc trước đó. Người Duy Ngô Nhĩ báo cáo rằng họ bị buộc phải ghi âm lời nói của mình. Theo giới thiệu trong slide, ngoài các điều khiển vật lý như camera theo dõi và cửa thông minh, họ còn cung cấp phần mềm quản lý lịch trình hàng ngày của những người bị giam giữ, bao gồm cả việc họ tham gia các lớp giáo dục tư tưởng và luân ca lao động trong tù. Đối với những người bị nghi ngờ là khủng bố hoặc gây nguy hiểm cho trật tự công cộng, những nhân vật chính trị trọng điểm, bệnh nhân tâm thần đã gây ra tai nạn và những người có tiền án, chúng tôi có thể theo dõi điện tử, theo dõi biển số xe, theo dõi hình ảnh khuôn mặt, theo dõi tên thật và mạng lưới mối quan hệ. Như vậy có thể bỏ hình thức nằm vùng theo dõi, trang trình bày của Huawei cho biết. Slide này trích dẫn một trường hợp có thật. Công nghệ này đã được sử dụng để bắt giữ một nghi phạm chạy trốn 20 năm trước. Từ năm 2017 đến nay, hệ thống khuôn mặt biến động của đội điều tra hình ảnh kỹ thuật số thuộc công an Umbrichi đã hỗ trợ công an thành phố truy bắt thành công một số nghi phạm và phá được hàng chục vụ án hình sự. Kết quả rất rõ ràng, bắt được một kẻ tình nghi đã bỏ trốn 20 năm trước, slide viết. Tuy nhiên, Huawei phủ nhận việc tham gia vào các dự án giám sát nhạy cảm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Huawei không biết gì về các dự án được đề cập trong bài báo của Washington Post, Huawei trả lời. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã, một cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin vào ngày 10 tháng 12 rằng sẽ không có phim bom tấn nào của Hollywood được chiếu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới này. Một bài đăng vào ngày 8 tháng 12 của Trang Yin, một người dùng Weibo nổi tiếng cho biết do Hoa Kỳ tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, do đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy chiếu các bộ phim của Mỹ. Spider-Man 3 ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 15 tháng 12, nhưng hiện đã bị hủy chiếu. Vào ngày 9 tháng 12, tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin rằng 5 bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé của Trung Quốc là phim nội địa, bao gồm chủ đề về yêu nước, trận chiến Hồ Trường Tân và Sói Chiến 2. Người dùng mạng xã hội đã phát hiện rằng các bộ phim Mỹ đã bị cấm. Vào ngày 12 tháng 12, trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, nhà bình luận tin tức nước ngoài Lưu Thiên Minh nói rằng khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bị lên án về bất kỳ vấn đề nào, họ thường trả đũa các nước khác bằng cách tấn công các lĩnh vực không liên quan. Theo ông, Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình dùng Tết Nguyên đán để trả đũa Hoa Kỳ vì đây là thời điểm doanh thu phim bom tấn rất cao. Mặc dù lĩnh vực văn hóa liên quan đến sinh kế của người dân và các hoạt động giải trí, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm đến những điều này. Nhà bình luận tin tức Trung Quốc Wang Cheng nói với RFA rằng các nước tẩy chay ngoại giao sẽ không gây hại cho người dân. Trung Quốc thường không quan tâm đến việc gây khó khăn cho 1,4 tỷ người dân của mình khi trả đũa Hoa Kỳ. Ví dụ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tẩy chay phim truyền hình Mỹ, một số trận bóng rổ của giải NBA và các thương hiệu thể thao của Mỹ. Vào ngày 6 tháng 12, Nhà Trắng tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Zesaki, thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết cuộc tẩy chay này là do nạn diệt chủng và tội ác chống lại loài người ở Tân Cương và các hành vi vi phạm nhân quyền khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tẩy chay ngoại giao cũng nghĩa là các chính phủ sẽ không cử quan chức cấp cao tới sự kiện này, như các vận động viên Mỹ vẫn sẽ tham gia Thế vận hội. Thưa quý vị, người dân Triều Tiên bị cấm tham gia các hoạt động giải trí 11 ngày trong thời điểm nước này kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Các hạn chế bao gồm lệnh cấm cười đùa và sử dụng rượu áp dụng trong thời gian Triều Tiên đánh dấu 10 năm ngày mất của ông Kim Jong Un. Vào đúng hôm kỷ niệm 17 tháng 12, người dân không được mua sắm tại các cửa hàng tạp hóa, theo Telegraph. Trong thời gian sự kiện, chúng tôi không được tham gia các hoạt động giải trí, theo lời một người Triều Tiên ở thành phố Sinuiju. Sự kiện tưởng niệm ông Kim Jong Un cũng như cố chủ tịch Kim Nhật Thành được tổ chức hàng năm và thường kéo dài khoảng 10 ngày ở Triều Tiên. Các hoạt động kỷ niệm bao gồm triển lãm nghệ thuật, tổ chức hòa nhạc và thực hiện các chương trình trưng bày hoa kim chính nhật. Loài hoa được đặt theo tên vị lãnh đạo đã khuất, một quan chức ở Tanchon cho biết. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, cửa khẩu Hữu Nghị thông quan trở lại nhưng hàng xuất chậm. Sáng 17 tháng 12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động,
đại diện Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cho biết, cửa khẩu Hữu Nghị đã thông quan trở lại vào lúc 8 giờ ngày hôm qua, 16 tháng 12, nhưng hàng xuất đi chậm. Số lượng hàng xuất đi trong cả ngày, 16 tháng 12 chỉ đạt 99 xe. Cửa khẩu Tân Thanh vẫn tiếp tục tạm dừng thông quan. Cũng theo đại diện Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, về lý do phía Trung Quốc tạm dừng cho phương tiện Việt Nam chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị từ 9 giờ ngày 15 tháng 12 đến 8 giờ ngày 16 tháng 12, phía nước bạn giải thích là do lỗi mạng. Trước đó, tối 15 tháng 12, thông tin với phóng viên Báo Lao động, đại diện Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cho biết, phía Trung Quốc tạm dừng cho phương tiện Việt Nam chở hàng sang Trung Quốc để xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị từ sáng sớm cùng ngày. Theo số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng 15 tháng 12, tổng số lượng xe hàng hóa tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh là 4.426 xe, trong đó cửa khẩu Tân Thanh là 2.422 xe, cửa khẩu Hữu Nghị là 1.301 xe, cửa khẩu Chi Ma là 703 xe. Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu nằm trên địa bàn tỉnh gần đây là do Trung Quốc phong tỏa cặp cửa khẩu Ái Điểm Chi Ma để phòng chống dịch COVID, đồng thời nước bạn siết chặt quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa để phòng chống dịch bệnh COVID, nên lưu lượng xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị cũng giảm đáng kể. Truy tìm nữ giúp việc biến mất cùng con heo đất đựng gần 200 triệu đồng. Ngày 17 tháng 12, Công an thành phố Đồng Xoài, Bình Phước xác nhận đang điều tra, truy tìm nữ giúp việc nghi lấy heo đất chứa gần 200 triệu đồng của một hộ gia đình trên địa bàn. Thông tin ban đầu, gần một năm nay, gia đình ông Lý Thế Phi, 32 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, thuê bà DNT phụ giúp việc trong nhà. Gia đình ông Phi giao cho bà T một chiếc xe đạp điện để đi lại. Chiều hôm 16 tháng 12, ông Phi đi làm về nhưng không thấy người giúp việc. Kiểm tra phòng ngủ thì phát hiện con heo đất chứa gần 200 triệu đồng đã không cánh mà bay. Qua kiểm tra camera an ninh, ông Phi thấy bà T mở cửa sau và mang theo một bịch đen ra khỏi nhà vào lúc 11 giờ 10 trưa 16 tháng 12, sau đó lên xe đạp điện rời đi. Theo ông Phi, sau khi trình báo công an, người thân bà T đã gọi điện cho gia đình đề nghị trả trước 20 triệu đồng. Tuy nhiên gia đình ông Phi không đồng ý mà yêu cầu bà T quay lại trả toàn bộ số tiền. Sau khi nhận được trình báo, Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Bình đã đến hiện trường khám nghiệm, trích xuất camera để điều tra, xử lý vụ việc. Bịa hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi quyên góp từ thiện chiếm đoạt 255 triệu. Thưa quý vị, chiều 17 tháng 12, thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Phan Văn Tài, 25 tuổi, ngụ xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, Nghệ An, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện. Qua điều tra, công an xác định, nghi can Tài đã sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để đăng bài trong các hội, nhóm từ thiện với nội dung kèm hình ảnh éo le của một cháu bé có tên là Nguyễn Bá Hiệp, 5 tuổi, ở huyện Sơn Động, Bắc Giang. Theo thông tin Tài đưa kèm ảnh, thì bé Hiệp bị mẹ bỏ rơi đã 4 tháng, bố bị bệnh tâm thần, đã chém nhiều nhát vào mặt cháu, khiến cháu đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Thực tế, hình ảnh trên là của bé PNMK, 5 tuổi, ngụ xã Ea Bắc, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, bị bố đẻ nghi tâm thần chém ba nhát vào vùng mặt. Tài đã dùng hình ảnh của bé Ca nói là bé Hiệp, kêu gọi mọi người giúp đỡ và chuyển tiền vào tài khoản bác ruột của cháu Hiệp. Nhưng thực tế, đây là tài khoản của người thân của Tài. Sau khi xác định được thủ đoạn của Tài, Công an thị xã Thái Hòa đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Tài khi nghi can này đang làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh. Khám xét nơi ở của nghi can này, công an đã thu giữ hơn 200 triệu đồng, 3 thẻ ngân hàng. Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ ngày 6/2021 đến khi bị bắt giữ, nghi can Tài đã lừa nhiều người tốt bụng, chuyển tiền từ thiện, chiếm đoạt 255 triệu đồng. Vụ bé trai lớp 6 nhảy từ tầng 22 chung cư xuống tử vong. Kính thưa quý vị, tối qua 16 tháng 12, vào lúc 21 giờ, người dân sống tại chung cư Goldmark City, Hà Nội, phát hiện một bé trai nằm bất động. Theo đại diện của ban quản trị chung cư, nạn nhân là bé trai 12 tuổi, tên TTD. Gia đình nạn nhân cho biết D đang học lớp 6. Do áp lực về việc học tập, tối 16 tháng 12 đã làm bài thi không tốt nên D đã nhảy từ tầng 22 xuống. Sự việc trên đã khiến các bậc phụ huynh giật mình lo sợ. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu mà trước đó có không ít học sinh đã hành động tiêu cực do áp lực học tập từ trường lớp, gia đình. Anh Hoàng Anh Tú, phụ huynh có con học tại trường Vinschool Hà Nội, bày tỏ: câu chuyện thương tâm của cậu bé lớp 6 này sẽ lại tiếp tục khiến những bậc cha mẹ phải giật mình. Nhưng phải đến bao giờ
người lớn mới nhận ra và thay đổi. Nếu chỉ giật mình rồi lại quên đi, thì những sự việc tương tự có thể sẽ còn xảy ra. Có bao nhiêu cha mẹ nói, tôi không bao giờ tạo áp lực học tập cho con, nhưng lại tự hào khoe điểm 10 của con trên mạng xã hội. Tôi có thể cho con lưu ban, học lại chứ không mạo hiểm cho con đến trường trong tình hình dịch bệnh thế này, nhưng vẫn quát mắng con liên tục khi con học trực tuyến mà không tập trung, bị cô giáo nhắc nhở hay học mà ngáp ngắn ngáp dài, chơi game chui. Theo anh Hoàng Anh Tú, bài vở kiến thức ngày càng nặng hơn nhiều hơn. Sách giáo khoa lớp 6 của cách đây vài chục năm so với sách giáo khoa lớp 6 bây giờ khác nhau rất nhiều. Học sinh ngày nay bị nhiều áp lực hơn, chưa kể dịch Covid khiến các con phải học trực tuyến. Dù các nhà sư phạm đưa ra hàng trăm cách giúp trẻ thư giãn, vận động nhưng áp lực vẫn là không đổi do tương tác xã hội không có. Nhiều trường lớp dù dạy và học trực tuyến yêu cầu vẫn như học trực tiếp, trong khi việc tập trung khi học trực tuyến của trẻ em là có giới hạn. Nguyễn Thị Lệ Nhung, sinh viên năm cuối của ngành sư phạm toán học, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng kể lại: "Tôi làm gia sư cho một bé lớp 7. Bé kể với tôi là từ năm học lớp 2, ba mẹ đã ép học tiếng Anh, toán để hết tiểu học thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Khi bé thi không đậu, ba mẹ đã nói những câu như: sao con làm ba mẹ thất vọng quá vậy? Ba mẹ đã đầu tư cho con nhiều như thế mà con thi cử kiểu gì? Nay ba mẹ bé lại có mong muốn trung học phổ thông, con phải đậu trường phổ thông năng khiếu hoặc ít nhất là Nguyễn Thượng Hiền nên cho bé học thêm rất nhiều." Nhung cho biết, học sinh của mình học trực tuyến các môn trên lớp xong, lại tiếp tục học trực tuyến với gia sư nên thường mệt mỏi, mất tập trung. Cuộc sống cần nhiều phẩm chất khác hơn điểm số. Chia sẻ về vấn đề này, thầy Nguyễn Anh Tuấn, giáo viên trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhìn nhận: "Tình trạng trên đang ngày càng trở nên đáng báo động, nhất là trong tình hình dịch bệnh, khi việc tiếp thu kiến thức của các con cũng bị ảnh hưởng. Nhiều phụ huynh đang tạo ra áp lực rất lớn cho các con trong học tập. Đó là một trong những nguyên nhân không nhỏ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các con. Chúng ta cần đặt bản thân vào vị trí của các em nhiều hơn để thấu hiểu. Tôi cũng mong rằng các cha mẹ sẽ quan tâm tới tâm lý con cái nhiều hơn. Đừng để áp lực học hành gây ra những chuyện đáng tiếc như vậy." Thầy Tuấn chia sẻ. Ở góc độ xã hội học và tâm lý, Thạc sĩ Lê Minh Tiến, giảng viên khoa học xã hội, học trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông tin: "Trong các nghiên cứu về vấn đề tự tử thanh thiếu niên ở Việt Nam, phần lớn các em có ý định tự tử lại là những em sống chung với cha mẹ hoặc người thân. Đây là điều khá bất ngờ vì cha mẹ và người thân thường được cho là chỗ dựa cho con cái. Nhưng cũng chính cha mẹ là nguyên nhân khiến con trẻ dễ đi đến ý định tự tử vì những kỳ vọng quá lớn mà cha mẹ áp đặt lên con cái." Thạc sĩ Tiến cho rằng thành tích học tập không phải là yếu tố quyết định, mà cuộc sống cần nhiều phẩm chất khác hơn chứ không chỉ có điểm số trong các kỳ thi. Thạc sĩ Tiến nêu quan điểm: "Sau vụ việc bé trai lớp 6 tự tử, ngoài ra các nghiên cứu đã cho thấy có nhiều loại trí thông minh khác nhau. Điểm số thấp trong các môn như toán lý hóa không có nghĩa là các em kém thông minh, bởi các em có thể thông minh ở những lĩnh vực khác. Do đó, giáo dục lấy học sinh con cái làm trung tâm là phải nhận ra và phát huy các năng lực riêng của các em, chứ không thể đồng phục hóa trí tuệ của các em bằng các môn học gọi là môn chính trong trường học." Phó công an phường tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Ngày 17 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng xác nhận một cán bộ công an vừa được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng trên địa bàn. Theo đó, khoảng 17:30 ngày 16 tháng 12, ông NTD, sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố Khúc Trì 2, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng phường Ngọc Sơn và quận Kiến An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng đã xác định ông NTD đã tử vong do tự tử và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Được biết, ông NTD đang mang cấp bậc trung tá, giữ chức phó trưởng công an phường Lãm Hà, quận Kiến An. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, mục điểm tin tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.